Kênh Cuộc Sống Thôn Quê Miền Tây mến chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem cảnh sáng dây đang hút đất dục lên để làm lộ này các bạn. Sông cái nè, sông bự quá. Cặn này có nhiêu mét đâu ta? Cặn mười mấy mét gì? Xe này lâu đời lắm rồi. Đó, dục bít lộ luôn. Tình cháo nè, bắt chớn dục lên nè uốn quá. Wow. Đây, mình đi lại coi cho các bạn xem nữa. Dục bít lộ luôn các bạn. Thì múc lên để làm lộ nha các bạn. Giờ xe đi không được. Trước mình phải lỗ đất. Hút một gào lâu quá nha, quá lâu. Ôi vô văng rồi. Đang xình cái này rồi bà. Ồ, nhiều quá nè. Đó, các bạn thấy con chuột chạy lên chạy xuống nào. Hồi xưa là bọn con nít của tụi mình là các phái coi cái xe sáng dây giục đất nè. Xưa thì đa số là sáng dây này giục đất làm lỗ không nhé các bạn. Cách đây cỡ 20-30 năm. Cái động cơ của nó để mình hướng dẫn để các bạn. Đó, lên rồi. Ồ, không có đất. Vô cây vậy. Đó, rút lên là trục chạy lên đó. Dây này quá dùng. Sáng dây mà nó lâu đời tới cỡ mớp méo hết trơn. Dính lục bình nhóc hết trơn. À, nó bắt chén này rồi mà. Đúng.